Chào ông nhé. Ông tên gì? Minh. Ông Minh á? Minh à. Ông Minh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hôm nay 30 tuổi à. 30 tuổi rồi. À, những 30 tuổi rồi cơ. Ừ. Chứ ông Minh tại sao mà lại phải xích cái xích này? Xích cho vui thôi nha. Ừ. Đấy. Ừ. Thích xích thì xích nha. Chứ thèm hút thuốc à? Anh à, bỏ lấy lên cường nha. Đó là túi chứ. Ồ, cái xích to nhớ. Xích vậy mà không đau chân là có. Có đau chân không? Lúc không có dép. Là không có dép à? Ồ. Nó xích như vậy đây nha. Vì không nói trước nên là trên xe chả còn cái gì cả. Đấy. Chứ ông mình có gia đình không? Có gia đình thị xã rồi. Ở thị xã thôi à? Ừ. Ừ. Ở đây có một mình thôi à? Vợ đâu rồi? Bạn gái đâu rồi? Bạn gái à? Có. Vì không bạn gái mà đúng không? Không có gì. Không có. Ủa chứ giữa anh cô kiến đi đâu rồi? Ông chìm thuốc lá thì đấy thôi. À cho ông này hút thuốc lá à? Thèm á, thèm á nha. Thèm thuốc rồi à? Thèm á. Làm cái điếu với này được làm đúng thuốc lào ở đây mà. Ông tình thẳng với hút ngày bây giờ chứ. Ừ. Hôm nay may có khách đến thăm và với thèm thôi nha. Chứ bình thường không có ai đến thăm thì cũng có thèm thì cũng chịu thôi. Xích một cái xích to đùng như vậy sao mà nó được nha. Giờ lúc ấy chịu chứ. Chịu chứ. Ừ. Có hát karaoke không? Ít nè. Ít. Ừ. Ừ. Ờ. Không dùng điện thoại à? Mấy đứa cũng xả giờ. Không dùng điện thoại à? Ít dùng. Làm cái iPhone mà dùng. Ừ. Ờ. Ừ. Con đi. Tự giới thiệu. Đây là cha Toán này, hôm nay không biết làm sao mà đi chào Sư Lan á, thì cha Toán lại bảo là ở đây là có một cái ông nó lại hơi khác người tí. Vậy là cha Toán này dẫn đến đây thăm, vậy thì cha Toán nói sơ qua về về ông Minh cho Toán. Này, giới thiệu đây là anh Minh thuộc thôn tổ dân phố Nam Châu, phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn. Bình Sơn. Nghi Sơn. Bình Sơn. Hôm nay là bố sinh năm sau mấy nhỉ? Để cháu xem. Bố cháu là năm 8, chú này thứ hai. Chú hình như là sinh năm 6. Năm 62. Ồ, năm 1960. Ồ chứ. Đi bộ đội. Đi bộ đội về. Rồi về rồi ngồi. Ồ, nhiên về mắc bệnh về. Từ ngày đó đến nay thì gia đình cũng lo lắng ăn uống cho bác đầy đủ, nhưng mà rồi nếu mà không chích thì bác cứ bỏ nhà bác đi không tìm được. Cũng tội nghiệp, mưa rét thì ông cứ có con cháu thì hàng ngày mưa gió thì lại đưa vào trong, ban ngày thì đưa ra đây để cho bác hơi nắng ăn chứ. Nếu có người phải tàu thì tàu thì tàu thì tàu thì pha mì tôm cho bác ăn rồi. Đấy, chế thuốc lào. Ồ, vậy à. Vậy không hút cái điếu mà lại nhét vào cái đấy nha. Nếu đưa thì bác lại nghịch, bác lại đập thì mất. Ừ, đấy. Chế. Ôi, điên nó đập cái gì ở xa đi. Phá đồ cái gì. Có hay đập phá không? Không, ít. Ít lắm nha. Thì khi nào quét cái bùn sợ ấm nè. Khi nào lên cơn thì mới đập thôi. Anh pha, đập pha trong nhà. Đấy thử. Đấy thử hút con nào, thử con nào. Đấy. Và đây là nước, đây là nước kìa.
Thôi à. Có lấy nước thì lấy cái này. Nước. Xin cho lấy rồi. Dạ dạ. Ừ. Nước. Tí nữa mới đem rửa, mới đem cơm, đem nước lên. Rồi hút nha, bắn nha. Rồi giết đi, giết đi. Giết mạnh. Phát nữa. Đấy là. Ngon không, ngon không? Ông Minh. Ngon gì? Ngon nha. Úi rồi dòng bay phượng múa đấy. Đấy. Thầy. Ừ ừ. Đấy dòng bay phượng múa. Đức là đi cỡ. Ừ. Thầy. Thầy không có vợ có con gì à? Dạ không cho. À. Dạ. Dạ. À bị bệnh luôn được, cứ cứ phải xích như vậy đó. Ờ. Ừ. Không không xích lại đi mất nha. Dạ, dạ, dạ. Ô, trời ơi, nó thành chai cái khúc đó đó nha. Chai không rác gì nữa. Cái ta mà xích gì lúc của mình rác cái gì nữa. Thì hôm nay bên cài tác Sinh Hóa đến đến thăm nhá, thăm ông Minh và được cho tỏa thế này, không có đem quà, không có đem mì tôm, không có đem các cái nhu yếu phẩm giống như quà của Caritas hay đi đi tặng quà đó, nhưng mà hôm nay thì có một cái phong bì ở đây, thì trong phong bì đây là có tiền nhá, thì sẽ giao cho cháu. Cảm ơn, cảm ơn ạ. Cháu là cháu Tú, cháu chuột của đây thì con giúp để lo đồ ăn cho chú nhé. Dạ vâng cha. Dạ, rồi đây là số tiền đây là 1 triệu đồng nhé. Dạ, thay mặt gia đình con cảm ơn cha. Có dạ. Nhân của Khai Tác Sinh Hóa hỗ trợ để con giúp cho ông nhé. Dạ vâng, đúng là một cuộc đời. Đời này ai biết là tiếng thoáng ngày ghé. Cái cảnh như vậy thì cũng rất là thương nhá. Dạ vâng. Thì đây là tấm lòng của các anh nhân của Khai Tác Sinh Hóa sang gần để gửi tới. Thì giúp đỡ cho ông nhé. Dạ vâng. Về phía gia đình con thay mặt thì thực ra cũng là tình cờ được các cha đến thăm động viên cũng như có quà đến với chú nhà con. Thì thay mặt gia đình con cũng cảm ơn các cha và bên giáo phận của Thanh Hóa mình rất là nhiều. Thay mặt gia đình con cảm ơn cha. Cảm ơn cha Toàn, cảm ơn cha Tường. Thì đấy là chú đây là bên Lương đúng không? Nhà con bên Lương đấy, nhưng mà các cha thì không có phân biệt lương giáo. Thế ai khổ thì đi giúp vậy thôi nhá. Dạ, dạ. Ừ, được rồi. Thì chúc cho con gia đình luôn được khỏe mạnh nhá. Dạ, vâng, con cảm ơn cha. Rồi. Đấy, mình nó đấy. Xoắn xoắn nhiều quá nó. Đấy, và đây cha Toán có đôi lời đấy. Cha Toán này cảm nhận về cha Toán như thế nào khi mà thấy người anh em khổ đau của mình phải chịu cái cảnh cứ phải xiềng xích như vậy. Thì cha thấy như nào cha Toàn? Cũng là nếu mà xét về cuộc khổ nạn của Chúa mà giáo hội đang cần suy niệm thì chú cũng ngang bằng như thế. Gánh cái xiềng xích gông cùm vì hoàn cảnh ông Thượng Đế, ông Trời Thiên Chúa định đoạt thì con cũng hay ghé thăm. Mỗi lần là rỗi là ghé tạt qua rồi trêu vui đùa với chú tí rồi. Để chú điếu thuốc thì vui vẻ vậy thôi, cũng mong ông vui khỏe. Nói như cha giám đốc nói là không phân biệt lương giáo đạo đời, hoàn cảnh khó khăn nên là mong gia đình sức khỏe để chăm sóc cái khẩu phần ăn hàng ngày cho ông, thì ông cũng được để ông trời để sống ngày nào thì thành giàu, đón nhận cái thật giá thôi chứ. Rồi cảm ơn cha Toản rất nhiều. Cha không những lo lắng cho con chiên của cha nhưng mà còn lo lắng cho bà con lương dân nữa, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn giống như ông Minh ở đây, như cha vừa chia sẻ đó, thường xuyên lùi tới đây để thăm ông, để chăm sóc ông nữa, thì xin hết lòng cảm ơn cha nhé. Rồi xin cha cũng thêm lời cầu nguyện cho những người đau khổ giống như ông Minh để họ đón nhận được ơn lành của Chúa cũng như là cái sự nâng đỡ của tất cả mọi người. Những khi nào mà buồn, những khi nào mà
thất vọng. Những khi nào mà cảm thấy có cái gì đó thì cứ đến với ông Minh thì tự nhiên thấy cuộc đời của mình nó đang còn ý nghĩa, đúng không? Đấy. Đấy, có, đấy, thưa quý vị, còn nhiều, rất nhiều người còn khổ hơn mình, nhìn lên chả bằng ai, nhưng mà nhìn xuống còn biết bao nhiêu mảnh đời giống như ông Minh ở đây. Nên là xin quý vị hãy thương giữa cầu nguyện cho ông Minh, cầu nguyện cho những người đau khổ và cầu nguyện cho có nhiều người có lòng hảo tâm để giúp đỡ những người hoàn cảnh khó khăn giống như ông Minh ở đây. Một lần nữa hết lòng cảm ơn tất cả quý ân nhân của Cá Tát Sanh Hóa đã đồng hành với chúng tôi để chúng tôi có điều kiện đến thăm những người có hoàn cảnh khó khăn giống như trường hợp của ông Minh ở đây. Thì xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả quý vị. Xin hết lòng cảm ơn. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.